Chào Chào anh bạn thời quang, Tình chào anh bạn thời quang, chào Chung và anh em. Thì lý do mình lên mấy nãy mình định lên nói cái vấn đề này, nhưng mà mình có công việc thì giờ sẵn đây Chung chia sẻ thì mình chia sẻ. Cái thứ nhất là mình muốn điểm chính là cái cậu Andy nè, tên là Andy Huỳnh. Andy Huỳnh, cậu này có phải là chính thức là trong quân đội của Mỹ hay là không, hay là cậu này chỉ là một thành phần thanh niên đú đửng rồi bị báo chí bên này hay truyền thông bên này, hay là bị một số những thành phần cộng đồng, hay là bị gia đình tác động rồi tự nguyện rồi đi theo một cái người bạn gì đó rồi đi qua Ukraine rồi tham gia bị lừa đúng không? Tại nếu mà trong quân đội của Mỹ mà xảy ra đó là Mỹ nó đem cái cậu này về đó, nó xử nó là không đẹp, không ăn tiền đó. Cái nghĩa là gì? Là anh qua mặt kỷ luật quân đội rồi, anh có thể nào đâu phải khơi khơi, anh đâu là cho phép Mỹ, đâu, đâu cho phép đâu. Quân Mỹ. Thấy chưa? Anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ là anh là một người anh hùng hả? Chúng tôi có cả ngàn anh hùng thế kỷ này thế kỷ kia còn chưa lên tiếng, mà trong khi đó anh là một cái thằng mà phải nói là công dân mà dân mà gọi là dân mà không phải là bản xứ của nó, mà dân là gọi là dân dân da màu, mà anh lấy cái tư cách gì đó? Thì theo cái quan điểm á, thì cậu này đó tấm hình đó, trong quân đội nhìn đó, thì rất là ngầu, nhìn nó ghê lắm, nhưng mà khi mà mặt bị dữ bắt à, ở mặt dữ lắm đó, nhưng mà dữ khi nhìn mặt khi dữ dằn lắm, bắt xong dằn cái dữ lại lắm. Đúng rồi, khi mà bị bắt rồi á, nhìn giống như là con nai thơ vậy đó, con nai tơ vậy đó, nhìn nó thấy cái hình ảnh này thấy cũng thấy tội. Thì theo cái quan điểm á, thì anh Thơ Quang và Trung và anh em biết á, khi mà anh bỏ nước ra đi đó, thứ nhất anh phải trình bày là anh đi đâu, giống như ví dụ anh đi về Việt Nam hoặc là anh đi qua Âu Châu hoặc này nọ, hoặc là anh đi du lịch hoặc này nọ hoặc này đó. Nhưng mà nếu mà anh chàng này mà diện cớ đó mà đi qua Âu Châu mà để mà du lịch này nọ, cái sẵn đó là lấy cớ mà để mình tham gia vào quân đội đó, là cái tội này rất là nặng đấy nha. Cái tội này là anh tội lừa chính phủ là có chuyện đó. Tại vì anh biết mà, luật pháp của Mỹ đó, hiến pháp của Mỹ đó, khi mà anh bỏ nước ra đi hay là này nữa mà không có cái gì liên quan đến đó, là nó ghép cái tội của anh đó, là cái tội phản quốc đó. Mà cái tội phản quốc đó, cái tội phản quốc này đó, nó rất là nặng, không phải giỡn đâu. Còn cái vấn đề mà những người mà cá nhân công nhân Mỹ hay là công nhân những người Việt Kiều, cho là Việt Kiều công nhân Mỹ đi vô tình Mỹ mà đi về Việt Nam hay là qua Hồng Kông hay là đi du lịch đi đâu đó, khi mà anh phạm pháp nước nào đó là anh phải trách nhiệm là anh phải xử cái nước đó sẽ xử anh, chứ không có Mỹ nó can thiệp con gì đó. Thì hồi xưa rồi không biết là có cái cậu em là người Mỹ thời ông Bill Clinton đó, mà thời là 95-96 mình nhớ không lầm, thì anh chàng này bày đặt qua Singapore qua lại bày đặt là tôi là người Mỹ, tôi muốn xả rác hay là phun nước miếng này nọ đó, bị nhà nước Singapore đó nó quýnh nó mười mấy phạt rồi tù, đúng không? Quýnh là nó quất là 20 roi đó. Nhưng mà tổng thống Biden có làm được gì không? Không. Mày qua đó mày ăn hại người ta, mày xúc phạm tôn giáo hay là mày xúc phạm ngôn ngữ hay xúc phạm về cái bản chất nước của người ta thì chịu. Đó. Còn cái vấn đề mà chở mày, cái vấn đề mà cách đây 2018 đó, cái cậu là William Nguyễn mà về Việt Nam của mình ở thành phố Hồ Chí Minh mà cái sự mà biểu tình mà 2018 đó, là chẳng qua là nhà nước Việt Nam của mình đó, không có muốn sự mà kiểu giống là tại cái tên này nó không có đáng để ấy, chứ mà gặp mà ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của Việt Nam thử, là tên này cũng là bị là phải nói là pháp luật Việt Nam đó, phải ái rồi. Nhưng mà cái vấn đề là nó có nhiều phía cạnh. Nhưng mà nếu mà Chung vừa rồi trình bày về cái quan điểm mà cái luật pháp gì mà quân đội hay luật pháp gì Nga mà đã ra là, thì cái đó là đúng. Tại vì khi tù binh chỉ có những người thanh niên của Ukraine đó, thì họ tham chiến vì tại họ bảo vệ tổ quốc của họ hay là bảo vệ nước của họ, thì cái đó thì dĩ nhiên cái đó gọi là tù binh. Còn trong khi cái thằng đâu cái thằng mà phải nói là trên trời góc biển từ đâu tới mà bày đặt muốn làm anh hùng, cho nên một số những thành phần mà dân chủ cũi trong nước lắm cũng bị đặt nó là tôi muốn xung phong đi qua Ukraine để này nọ qua đi. Bây giờ đó nhìn cái tấm gương này nè, có thằng nào dám qua không?
Đó, giống như mấy cái tên mà Việt Kiều bây giờ nè. Nhìn nhìn cái tấm gương của Andy Huỳnh này nè. Bây giờ có tên nào dám qua không? Đâu có dám mình. Tại nghe cái thông tin này không cũng là phải nói là rất là phải nói là nuốt nước miếng rồi chứ đừng ở đó. Còn trở về cái vấn đề mà họ đổ lỗi cho Việt Nam, họ ép nhà nước Việt Nam của mình là phải là làm bằng cách nào, phải là cứu con họ hay là đưa con họ về về lại Mỹ này nọ, thì mình thấy cái chuyện này rất là vô lý. Người Mỹ, tổng thống Mỹ, chính quyền Mỹ họ chưa lên tiếng, trong khi Việt Nam của mình đâu đâu bắt Việt Nam của mình lên tiếng, chẳng khác gì Mỹ nó hay mày có du dương vậy, con của tao tao chưa lo, tự nhiên mày mày không phải con của mày, tự nhiên đâu đâu mày mày lo. Nó rất là buồn cười. Cho nên thì theo mình nghĩ nó, mình không biết là cái anh chàng này, theo mình nghĩ giờ anh bạn đâu anh, Mất camera anh Minh theo mình nghĩ là anh chàng này quá ngây thơ đi, và quá kiểu như là bị nhậu sọ nhiều quá, cho nên thì xung phong là vậy. Nhưng mà bây giờ đó mà gia đình của anh chàng này mà bày đặt mà để mà cứu mang là cứu hay là đòi hỏi, nó thiệt đó, không có cơ hội đâu, trừ khi là dạ này, chứ mới là nghe họ cảm thấy là ok cái cậu này đó là ngây thơ, có thể họ có thể là thả, mình nói là có thể thôi nha. À, nhưng mà theo mình nghĩ thì nghe cái luật pháp của họ và cái sự mà bảo toàn tổ quốc của họ đâu có thể nào cơ cơ mà thả cho những thành phần được thả, thành phần này thì mấy thằng khác nó tới nó cũng làm vậy được, chẳng khác gì ấy. Cho nên kỷ luật là kỷ luật, không đừng có bao giờ mà bước qua kỷ luật, hay đừng có bao giờ nghĩ là ồ kỷ luật là bình thường, không có đâu. Thì nói chung thì mình thấy thì gia đình chỉ có một cách thì thôi, lần sau khuyên thế hệ trẻ khi mà làm cái gì hành động cái gì suy nghĩ trước, tìm hiểu rõ ràng, dù có tôn thờ cỡ nào đi nữa hay là ca ngợi cỡ nào đi nữa, mình chỉ là con rối thôi, chứ sự thật Chính Mỹ xác, nó cũng chính xác. Mỹ chứ Mỹ nó không có coi mình là cái gì đâu. Giờ Mỹ nó nhìn cái thằng này nó còn cười, nó còn khinh nữa, nó nói mấy Việt Nam tụi bay nó thiệt á, là mấy cái thằng mà phải nói là làm mấy cái chuyện mà phải nói là nó ảnh hưởng đến nước Mỹ nữa, thế chứ nó ảnh hưởng tại sao, Gây rối, thật là gây rối. nó Làm ảnh hưởng nó phiền làm cho chính phủ Mỹ nữa. đúng làm nhục nhã, nó làm đi một cái sự mà người Mỹ á, họ nói chơi là chơi, tụi bay ở bên này biểu tình không là tụi tao cũng thấy cháo rồi, mà bây giờ tụi bay nâng lên một cấp là làm tù binh nữa, thì tao cảm thấy không biết là tụi bay không biết là tụi tao tính sao nữa đó. Thì cho nên thì mình thấy là nhiều khi người Mỹ bề ngoài thì họ nói họ thương họ giúp vậy đó, nhưng mà không có đâu anh bạn tôi qua và chung anh em ơi, họ không có, nếu mà người Mỹ chính gốc á, da trắng á, thì họ còn phải nói tìm mọi cách để họ cứu công nhân của họ, còn trong khi anh là những cái thành phần da vàng, mà da vàng chỉ mới đây thôi, còn da đen á, họ bắt làm nô lệ á, cách đây 500 năm 400 năm rồi mà họ còn chưa thương tiếc, chứ đừng cứ nói gì á, là những anh da vàng, những anh mà tự cho là con cháu Việt Nam Cộng Hòa, hay là con cháu là phải nói thế hệ hay là hậu cần của Việt Nam Cộng Hòa, thì thôi mình thấy là cũng tội nghiệp cho anh chàng này, nhiều khi một cái hành động mà thiếu suy nghĩ, và có thể là đó cũng là một cái bài học cho những cái thành phần mà Việt kiều bây giờ, nhất là những thành phần đi vào quân đội Mỹ. Mình đã nói với anh bạn thân quen rồi, một số người bạn của mình thời tuổi trẻ cũng bày đặt xung phong đi vào quân đội Mỹ, bây giờ hối hận suốt đời. Rồi bây giờ một số thế hệ trẻ cũng bày đặt vào quân đội, nhưng mà rốt cuộc Ok đâu. vậy. Ok vậy mình sẽ nói ai Việt xíu. Nè, Trang Nguyễn nè, nhắc lại, chắc tẩy nhắc là bạn vào sau đúng không? Tức là cái câu chuyện cái nhân vật Andy Huỳnh này ngay từ đầu anh em đã nói với nhau rất rõ ràng. Tức là thông tin này nó xuất hiện trên mạng xã hội. Và vấn đề hồi nãy giờ anh em muốn nhắc đi nhắc lại là thông tin có chính thức hay không thì chưa biết. Còn hồi nãy giờ anh em chia sẻ trên câu chuyện là nó ở trên không gian mạng đây, nhìn lên màn ảnh nè nha, thấy chưa? C. Linh Nguyễn, thấy không? Phải yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam, yêu cầu Nga thả người, nếu không thả, thấy chưa? Đó. À, không thả người chúng ta sẽ biểu tình phản đối cộng sản tại San Francisco. Cộng sản phải có,
trách nhiệm với cháu tôi, nghe chưa? Nghe chưa cha Mỹ Nguyễn? Rồi nhắc lại một lần vậy thôi nha, để nắm cho rõ vấn đề, đừng có hỏi linh tinh lang tang nữa. Đúng không? Đừng hỏi linh tinh lang tang nhức đầu nữa. Dạ theo Còn vấn đề, xin lỗi chung chỗ chung với thầy, mình đang đang bây giờ thế này. Bạn Michael Hille không là trong tổ chức nào cả, nhưng những thông tin này thì tôi thấy bạn ấy có đăng và kèm theo lá đơn tình nguyện. À có nghĩa rằng là Chem Minh Nguyễn, Chem Nguyễn cho rằng là Michael Hille là ngọn hải đăng dẫn đường mọi thông tin cho bạn đúng không? Tức là những cái thông tin gì là bạn cảm thấy là mà Michael Hille chia sẻ là bạn cảm thấy đó là cái thông tin nó đúng đắn và nó là cái gì đó giống như là cái chân lý để bạn đi theo đúng không ạ? Bởi vì bạn khẳng định là mình có hỏi bạn Michael Hille là ai, có làm trong cái tổ chức nào hay không, bởi vì tại vì thấy bạn có vẻ là đưa uy tín bạn nó lên thì mình hỏi vậy đó. Bởi vì nếu nếu thực sự và nhân vật đó có uy tín có trong tổ chức thì biết đâu thì anh em trong đây trong trong diễn đàn thì người ta thấy đúng thì hợp lệ lại thì người ta nghe theo thôi bạn. Mình nói rồi, anh em mà chơi trong diễn đàn này có tinh thần cầu thị rất cao ha, có tinh thần cầu thị rất cao, cho nên là chia sẻ vấn đề gì đó thì cho nó nếu mà nó chuẩn thì đúng thì mọi người sẽ nghe theo thôi, không sao hết. À, ok, xin mời Trung. Dạ, thì qua cái chia sẻ của anh Hai Âu Việt đó, thì em cảm nhận như thế này. Theo em nghĩ đó, thì khả năng là Andy Huỳnh đã không còn là quân nhân của Hoa Kỳ nữa. Bởi vì nếu như quân nhân của Hoa Kỳ mà tự ý bỏ đơn vị mà sang đầu quân cho một cái quân đội khác đó, thì chúng ta có thể hiểu đây là đào ngũ cũng có, mà phản bội Tổ quốc cũng có, đúng không ạ? Mà phản bội Tổ quốc ở đây là phản bội ai? Đó là phản bội nước Mỹ. Thì cũng có thể là một trong những cái yếu tố này nên gia đình người ta không đến tìm chính phủ Mỹ, cũng có thể thôi nhé, cũng có thể thôi. Còn nếu mà một công dân bình thường đó mà đã nói là tình nguyện, đúng không ạ, tình nguyện, bây giờ mọi người cứ nói là tình nguyện, thì đối với quân tình nguyện mà sang Ukraine và chiến đấu với Nga, Nga người ta bắt được người ta xử là hết sức bình thường. Bất kỳ một công dân nào khi sang một quốc gia khác đó mà anh tham gia vào một cái hoạt động mà gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của quốc gia đó hoặc vi phạm pháp luật quốc gia đó thì cũng bị xử lý là hết sức bình thường. Đơn giản như công dân Úc Châu Văn Khảm, đúng không ạ, sang Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam bị xét xử và đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam, chuyện đó là hết sức bình thường, không có gì cả. Và ngay kể cả bây giờ công dân Việt Nam sang Mỹ mà vi phạm pháp luật Mỹ thì Mỹ người ta bắt người ta xử là bình thường, chứ không có gì mà chúng ta cảm thấy lạ lùng ở đây cả. Và cái điều này á, là nó là cái gì ạ, theo như quy định rồi, theo như pháp luật người ta quy định rồi, và cũng theo như gì ạ, Nga đã tuyên bố ngay từ đầu rồi, cũng giống như kiểu là các anh bảo là tình nguyện. Thế bây giờ các anh thử tình nguyện tham gia vào cái lực lượng quân đội của IS xem là Mỹ người ta xử lý các anh như thế nào, đúng không ạ? Anh tình nguyện ở đây là tình nguyện theo cái góc độ nào nữa, chứ không phải là cứ thấy đơn tình nguyện trên mạng là các anh nhảy vào, đúng không ạ? Thế thì cái việc nhận thức tư duy của các anh đến đâu? Thế các anh được ăn được học ở xứ Văn Minh để làm cái gì mà tại sao cái đơn tình nguyện ở trên mạng các anh lại tham gia? Thế ngày mai người ta lại đăng một cái tin, người ta bảo đề nghị các anh cung cấp cho 3.000 đô thì các anh cũng gửi 3.000 đô cho người ta à? Đúng không ạ? Cái gì chúng ta tìm hiểu thì nó phải rõ ràng, nó phải khách Đào Minh quan. Quân nó kêu tình nguyện, kêu nó là hoàng đế đó, bạn có tình nguyện Rồi Đào Minh Quân đang chuẩn bị đăng lên ngôi hoàng đế đó, mà hệ không? hoàng đế thì các thần dân là phải quỳ lại đó, thế À thì bạn có có tình tình nguyện nguyện không? Cái điều đó đó. tại sao lại lại có những người lại hiểu một cách nó lại thiển cận như thế thì em cũng không hiểu, đúng không ạ? Cái thông tin mà đăng trên không gian mạng hay là một số thông tin khác đó thì cũng chưa hẳn hoàn toàn là chính xác 100% khi chúng ta chưa tìm hiểu đấy. Thế nên là chúng ta đang đặt ra cái giả thuyết, đúng không ạ, đang đặt ra cái giả thuyết là có hay không có. Và cái thông tin này thì được đăng rất nhiều, kể cả kênh VOA người ta cũng đăng lên. Thế thì nếu như các bạn chưa tìm hiểu thì có thể các bạn tìm hiểu thêm. Đấy, tìm hiểu thêm. Còn nếu như mà đã tìm hiểu rồi đó, mà cố tình, đúng không ạ, cứ biến chỗ này sang chỗ kia đó, gọi là dẫn dắt theo một cái hướng khác đó, thì xin trả lời luôn, đó là đã xác định tình nguyện rồi thì các bạn phải chịu hoàn toàn hậu quả đó với cái sự lựa chọn đó của mình. Chứ không thể nói là cứ tình nguyện là cứ thích đăng lên mạng tình nguyện, đúng không ạ? Thế các bạn thử sang tình nguyện cho IS đi, xem Mỹ người ta sẽ đối xử các bạn như nào, đúng không?
Dạ cao kìa, bây giờ đó luôn kìa, tình nguyện mới được chính phủ Mỹ đồng ý mới được đi qua Ukraine chứ bạn. Chính phủ Mỹ đồng ý thì kêu chính phủ Mỹ nó cứu đi. Ui, theo theo anh thì cái mẹ nó chết hay là nó được lên hầm. Lạy với câu À, nếu vậy thì em lại nhìn nhận ở góc độ này. Ngay cả một trong những cái người được cho là tướng hay tá gì của Mỹ đó, đúng không ạ? Thậm chí của trời. Canada các thứ đó mà bị Nga người ta bắt giữ đó, thì ngay lập Vậy tức là là Mỹ các đồng ý rồi, chính phủ Mỹ đồng ý rồi đúng không? người ta Đúng phủi không? phui Vậy là chính ngay, phủ Mỹ đồng ý đúng không? được chưa? Chứ còn nếu chính phủ Mỹ người ta đồng ý thì người ta đưa quân sang người ta đánh nhau rồi, đúng không ạ? Các bạn lại chán thế nhỉ, các bạn không tìm hiểu hay sao vậy? Ngay từ đầu Mỹ đã nói rồi, đúng không ạ? Mỹ đã nói rồi, Mỹ người ta hoàn toàn không muốn tham gia vào cuộc chiến này, còn bằng dưới hình thức này bình hình thức khác, Chính đúng xác. không ạ? Dạng như kiểu là lính đánh Nè, thuê hoặc là thế này thế nọ, mang cái tính chất là tình nguyện sang thôi. chung ngắn gọn như thế này, hỏi ai việc nè, hỏi ai việc nè, bên Mỹ họ, chính phủ Mỹ họ có công bố nghiêm cấm mọi công dân Mỹ tham gia vào cái công chuyện mà gọi là vào Ukraine đánh Nga không? Ai việc trả lời giùm cái, Bắt có buộc, bắt buộc rồi anh. Trời ơi, bắt buộc rồi anh. không? Vậy mà thằng này nó dám bảo là được chính phủ Mỹ đồng ý. Quyền lại mình thấy nó cũng rất là ngộ thôi. Phong trào này thấy này nó cũng thấy trên trên cộng đồng mạng, đặc biệt là mấy người mà chống cộng, qua đêm là họ mang cái cờ, dán cái bức cờ trên avatar của họ là tôi ủng hộ Ukraine, nhưng mà họ chả biết nguyên nhân chiến tranh xảy ra thế nào, cứ mà cứ đi theo thằng 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 tổng lĩnh của nó nói. Tôi cũng không nghe là nó phải đi theo, nó thì cái nó khập khiễng như vậy. Chiến tranh bây giờ không phải như là mình coi trong phim ha, nó chú ý đến một một anh hùng vĩ đại nào đó. Chiến tranh bây giờ nó ngồi một chỗ, nó bấm nút, đúng không? Nó có tên lửa nó đi chính xác tới chỗ luôn, chứ đừng có nói thôi mà phải mà cầu cần đến là quân đội đông đúc, đúng không? thì mấy Dạ. thì mấy Thực ra tới giờ phút này á, em hiểu thêm phần nào về Chém Nguyễn, và em cũng hiểu như thế nào thần tượng của Chém Nguyễn là ai, là Michael Lê là ai. Nghe rất là, tức là tới đây thì quá hiểu rồi đúng không, tới đây quá hiểu rồi. Ok thôi, giao lưu như vậy với Chém Nguyễn như vậy vui thôi ha, Chém Nguyễn thôi, ha. để trước khi trao đổi cũng có một vài câu hỏi muốn trao đổi với các anh, thì để em chia sẻ thêm một chút nữa này, có thể là để cho Ok, bạn có thể mời hiểu chào. hơn. Dĩ nhiên là chúng ta cũng giao lưu học hỏi mà, cũng rất mong muốn là để tiếp cận được những cái thông tin nó đa chiều. Thế thì để cho bạn hiểu thêm, đó là vào ngày 12 tháng 3 đó, đúng không ạ? Ngày 12 tháng 3 là Mỹ Ukraine đó. Ở đây để em trả lời cho này, bạn ấy hiểu này. Có nghĩa là sau khi mà ông Zelensky ông kêu gọi cái lực lượng nước ngoài tham gia các đoàn quân quốc tế để chống lại Nga đó, thì vào ngày mùng 10 tháng 3 là Bộ trưởng lực lượng vũ trang Vương quốc Anh là đã cảnh báo các quân nhân và cựu chiến binh Anh là không được đến Ukraine để chụp vài bức ảnh tự sướng và chiến đấu trong vài tuần chống lại quân Nga. Đó, nói rõ này. Phát biểu trên Sky News, ông Happy tuyên bố việc các quân nhân Anh tham gia vào xung đột Ukraine là bất hợp pháp và sẽ gặp nhiều rắc rối. Bên cạnh Anh, đúng không ạ, thì có Mỹ. Mỹ ở đây là chính phủ Mỹ đã khuyến cáo công dân của mình không nên đến vùng chiến sự. Và theo hãng tin AP dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật Liên bang Mỹ nói, những người Mỹ tham gia một cuộc xung đột quân sự ở nước ngoài có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự tại quê nhà hoặc thậm chí mất quyền công dân. Đấy, và cái này đã được được lãnh đạo của Anh và Mỹ người ta nêu ra vào cái tháng 3 nhé. Đấy, để có thể là mọi người tìm hiểu thêm, là rõ ràng là các quốc gia người ta đã tuyên bố ngay từ đầu người ta không muốn tham gia vào cuộc chiến giữa Anh và Ukraine. Đó là bằng hình thức là gì ạ? Đưa quân sang tham chiến. Và người ta đã khuyến cáo người dân của mình rồi. Và các cái cơ quan của Mỹ người ta cũng khẳng định là có thể đối mặt với án hình sự hoặc là sẽ bị là mất quốc tịch. Đấy, thế nên là chính phủ nào cho
Đúng ạ, bạn có thể là dẫn chứng để cho chúng tôi có thể biết thêm được là chính phủ nào cho và cơ quan chức năng nào của Mỹ, và cụ thể hơn nữa là quan chức chính phủ nào của Mỹ là cho phép cái điều này, đúng không ạ? Cho phép cái đồng ý cho cái các người này sang sang Ukraine để tham chiến. Đấy, nó rất rõ ràng. Mà nếu như mà chính phủ Mỹ cho đi, đúng không ạ? Chính phủ Mỹ cho đi á thì nên đến cào mặt ăn vạ chính phủ Mỹ, chứ không phải cào mặt ăn vạ chính phủ Việt Nam nhá. Rất là vô lý. Bất cứ cái này nói chung là qua cái câu chuyện này á, là thôi qua cũng xin nói mọi người, chia sẻ mọi người xem có đúng nha. Qua cái câu chuyện này á, mình mới thấy được như thế nào rồi về cái khái niệm bao que xỏ lá. Có nghĩa là gì? À, người Việt Nam thì lại chuyên môn đâm chặt xỏ lá những câu chuyện ở Việt Nam, xuyên tạc việc chính quyền Việt Nam. Vì họ viện họ là vì thù hận A bằng cờ vậy, ok. Bây giờ họ qua Mỹ, họ được Mỹ cưu mang, nuôi nấng bao nhiêu năm qua, bây giờ lại đi xuyên tạc chính phủ Mỹ. Ủa vậy cuối cùng là cái thành phần này họ muốn cái gì? Đúng chưa? Rõ ràng trong cái câu chuyện này nè, chính phủ Mỹ nào đồng ý cho công dân nước Mỹ đi qua Ukraine? Văn bản nào, chính phủ nào, cơ quan nào, chứ như cũng như Trung nói đó, mà nó dám đi, nó xuyên tạc, nó nêu ra, nó bảo là được chính phủ đồng ý. Ai đủ? Trong, đúng không? Bên Mỹ bây giờ nó có cái quân quân đội là lính đánh thuê, vai trò của họ là tức là bảo vệ mấy cán bộ hay là mấy cái đúng, mấy, đúng, đó. Cao cấp đó. Mấy người cao cấp trong trong nước tại chiến tranh, họ là họ cứ vai trò chỉ là bảo vệ thôi, là họ lính đánh thuê, nhưng mà họ được giống như là tự công nguyện, tư là họ nó ký, là công ty tư nhân đúng không? Họ được ký hợp đồng tư nhân đúng không? Tức là mất mạng cái gì đó họ được bồi thường rồi tiền cũ gì đó, còn cái này tự nguyện thì anh chết thì kệ mẹ mày chết thôi, chứ đừng có kêu mà không cái gì rồi. Cảm ơn, đúng không, mọi người cũng nhận là thành phần nó xuyên tạc ghê chưa, ngay cái đất nước Mỹ đã mà còn xuyên tạc được nữa, huống chi mọi người nhìn đi thì tin ở điểm nào, nghe theo điểm nào với những thành phần này, thấy không? Đó, quê hương đất tổ cũng xuyên tạc chống phá, bây giờ nước Mỹ cu mang nuôi nấng bao nhiêu năm qua cũng chống phá, cũng xuyên tạc. Ủa vậy là sao ta?